Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát Thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. <laughs> toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Nhân dịp năm mới xuân kỷ hợi, ban Việt ngữ xin kính chúc quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý Cha, quý Nam Nữ Tu Sĩ và toàn thể cộng đồng dân chúa. Một năm mới an bình, thánh thiện, vui tươi, sức khỏe dồi dào và tràn đầy hạnh phúc trong Đức Kitô và mẹ Maria. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 5 tháng 2, trước hết chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường thuật hoạt động ngày đầu tiên của đức thánh cha francisco trong chiến viếng thăm tại abu dhabi tiếp đến trong mục lịch sử thần học do linh mục phan tấn thành phụ trách kính mời quý vị nghe về đề tài các triết gia hy lạp đối với kitô giáo và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca xuân bây giờ kính mời quý vị nghe trần phúc nhạc và thanh hiển tường thuật hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày đầu tiên tại Abu Dhabi. Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật mùng 3 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã lên đường thực hiện chuyến tông du thứ 27 tại nước ngoài. Lần này tại Abu Dhabi, thủ đô của Liên minh Bảy Tiểu Vương quốc Ả Rập, quen gọi là Emirati. Cuộc viếng thăm tuy ngắn ngủi chỉ có gần 40 tiếng đồng hồ, cho đến trưa thứ ba hôm nay mùng 5 tháng 2, nhưng được chào mừng như một biến cố lịch sử vì đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến viếng thăm tại bán đảo Ả Rập và cử hành thánh lễ ngoài trời cho các tín hữu. Đức Thanh Trà đã rời Vatican sau khi chủ sự kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero để ra phi trường Fiumicino. Tại đây, Ngài đã chào thăm bảy người vô gia cư. Cuộc viếng thăm tuy ngắn ngủi nhưng thật cảm động. Những người vô gia cư này được đón tiếp trong dự án có từ năm 2017 tên là nhân mạng qua đường, khuôn mặt con người của một phi trường. Tham gia dự án này có tổ chức Caritas Giáo Phận Bọc Tô Santa Rufina ở địa phương, giáo sứ phi trường và nhà thờ Đức Maria của các thiên thần. Chiếc máy bay của hãng Alitalia chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và 63 ký giả cùng đi, cất cánh lúc 13 giờ 27 và trực chỉ phi trường Abu Dhabi cách Roma 4.300 cây số về hướng đông nam. Đầu chuyến bay dài 6 tiếng từ Roma đến Abu Dhabi, Đức Thánh Cha đã chào thăm 63 ký giả quốc tế cùng đi. Sau lời giới thiệu của ông Alessandro Gisotti, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh, Đức Thánh Cha cảm ơn các ký giả đồng hành và nói, Sáng nay tôi được tin tại Abu Dhabi trời mưa, và điều này được dân tại chỗ coi là một dấu chỉ phúc lành chúng ta hy vọng mọi sự tiến hành như vậy rồi đức Thanh Tra nói tiếp tôi mang cho anh chị em một bức ảnh được thực hiện tại đan viện bos bắc italia một bản sao để anh chị em mang về nhà bức ảnh nói về đề tài đối thoại giữa già và trẻ tôi rất quan tâm đến điều này và tin rằng đó là một thách đố bức ảnh được ông paolo ruffini bộ trưởng bộ truyền thông của tòa thánh, phân phát cho các ký giả. Anh diễn tả một đan sĩ trẻ đăng cổng trên lưng một đan sĩ già. Abu Dhabi, thành phố có 1.452.000 dân cư và là thủ đô liên minh Emirati. Liên quốc này gồm 7 tiểu quốc nhưng chỉ rộng 83.600 cây số vuông với dân số gần 9.300.000 người. Hai nước đông nhất trong số đó là Dubai và Abu Dhabi. Mỗi nước có vị lãnh đạo và chính phủ riêng, và các vị quốc trưởng này họp thành một hội đồng tối cao của liên bang, một trong các vị quốc trưởng làm tổng thống của liên minh. Xét về các nhóm chủng tộc sinh sống tại Emirati, người bản xứ chỉ chiếm 12%, phần còn lại là những người nước ngoài, trong đó người Á Châu chiếm tới 69%. Về mặt tôn giáo, 76% dân tại Emirati là người Hồi giáo và số tín hữu công giáo chiếm 10%, còn lại 14% thuộc các tôn giáo khác. Các tín hữu công giáo tại miền này là thành phần của địa phận đại diện tân tòa Nam Arabia, được tòa thánh ủy thác từ năm 2011 cho Đức cha Paul Hinder, người Thụy Sĩ thuộc dòng Cappuccino coi sóc với trụ sở đặt tại thủ đô Abu Dhabi tự do tôn giáo của các tín hữu công giáo tại các tiểu vương quốc Ả Rập này chỉ là tự do phụng tự, chứ không phải tự do hiểu theo nghĩa tại các nước Âu Mỹ. Cho đến nay, Đức Cha Hinder đã được phép xây cắt hai thánh đường mới tại Liên Quốc Emirati, không kể những thánh đường đã có trước đó. Ngoài điều ấy, trong khuôn viên thánh đường, sau những bức tường của giáo sứ, các tín hữu Kitô ở các tiểu vương quốc Ả Rập có thể tự do hành đạo và tổ chức các lễ nghi phụng vụ lớn. Đức cha Hinder cho biết, ngày Chủ nhật của chúng tôi bắt đầu vào sáng thứ sáu và kéo dài cho đến chiều Chủ nhật, vì nhiều người chỉ được nghỉ ngày thứ sáu. Trung bình chúng tôi có từ 60 đến 70 000 người đến dự lễ ở Dubai, 30 000 người ở Abu Dhabi. Chúng tôi phải đương đầu với vấn đề tổ chức, vì vào những dịp đại lễ như Giáng sinh hoặc là tuần thánh, Tình trạng thật là khó khăn. Tất cả mọi chỗ trong khuôn viên nhà thờ đều chật ních, dân chúng chen chúc nhau trong nhà thờ, quanh nhà thờ, trên sân thể thao, bãi đậu xe vân vân. Sau gần 6 giờ bay, chiếc máy bay của hãng Alitalia chở Đức thánh cha đã đáp xuống phi trường Abu Dhabi lúc gần 10 giờ đêm, vì giờ tại nước này đi trước giờ Italia 3 tiếng đồng hồ. Thái tử Seth Mohammed bin Zayed Al Nahyan người đã mời Đức Thánh Cha đến Emirati, đã đón ngài tại hành lang nối với cầu thang máy bay, và hai em bé trong y phục truyền thống đã tặng hoa cho ngài. Đức Thánh Cha và Thái tử tiến qua hàng quân danh dự và lần lượt chào thăm hai phái đoàn liên hệ. Ngài cũng chào vị đại Iman Ahaman Antazet của đền thờ Hồi giáo An-Aha ở Cairo, là vị thủ lãnh của hội đồng kỳ lão Hồi giáo cùng với phó thủ tướng và một số vị bộ trưởng của Emirati. Còn Thái tử chào một số hồng y tháp tùng Đức Thánh Cha, đứng đầu là Đức Hồng Y Parolin Quốc Vũ Khanh, Đức Hồng Y Sangri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương và Đức Hồng Y Finoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo. Sau nghi thức chào đón đơn sơ, Đức Thánh Cha đã lên một xe minibus để về dinh quốc khách al Rip ở trung tâm thành phố cách đó gần 29 cây số để nghỉ đêm. Sáng thứ hai hôm qua mùng 4 tháng 2, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ riêng vào lúc 12 giờ trưa. Ngài đến phủ tổng thống Abu Dhabi. Dinh thự này trải dài trên một khu vực 160 hecta và tòa nhà rộng tới 160.000 m2 mới được hoàn thành cách đây gần 2 năm. Tại đây có các văn phòng của tổng thống, phó tổng thống, thái tử và các bộ trưởng. Một đặc điểm của dinh này là có hơn 70 mái vòm khảm bằng kiến và vàng với diện tích tương đương với 18.000 m2. Khi xe chở Đức Thánh Tra đến cổng trào phủ tổng thống, ngài được đoàn kỵ binh hộ tống cho đến cổng vào chính, trong khi ba máy bay phản lực bay trên không và thả khói mây hợp thành màu cờ tòa thánh và 21 phát nổ vang. Tại cửa dinh tổng thống, Thái tử Mohammed bin Zayed đứng đợi để chính thức đón tiếp vị quốc khách với hàng quân danh dự và quốc thiều. Sau phần giới thiệu các thành phần của hai phái đoàn, Đức thánh cha đã hội kiến riêng với thái tử Thái tử năm nay 58 tuổi, là con của quốc vương Sejajet bin Sultan Al-Lahiyan, là vị lập quốc và là tổng thống đầu tiên của Liên minh Emirati. Thái tử vốn là một sĩ quan thuộc lực lượng an ninh Emirati, phi công quân sự, và đã từng làm phó tổng tư lệnh quân đội Emirati. Thái tử có gia đình và 9 người con, bốn trai, năm gái. Cuối buổi hội kiến, Đức Thánh Cha đã ký vào sổ bàn lưu niệm và trong phần trao đổi quà tặng, Ngài tặng cho Thái tử huy hiệu giáo hoàng của Ngài, có đúc hình thánh Francisco Assisi, gặp gỡ vua Hồi giáo Males Alcamed cách đây đúng 800 năm. Rồi Đức Thánh Cha trở về dinh quốc khách Amusrib để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi. Lúc 5 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã đến Đại Đền Thờ Hồi giáo Sheikh Zayed. Cách nơi ngài cư ngụ 15 cây số. Đây là nơi thờ phượng lớn nhất nước và là một trong những đền thờ hồi giáo lớn nhất thế giới, có thể chứa được 40.000 tín hữu. Đền thờ được xây dựng theo ý muốn của quốc vương Jayes vì lập quốc, phản ánh ước muốn liên kết những khác biệt văn hóa trong thế giới hồi giáo và các giá trị lịch sử và hiện đại của kiến trúc và nghệ thuật đền thờ được hoàn thành năm 2007 sau 11 năm kiến trúc với rất nhiều vật liệu quý giá từ các nơi Âu Á và Phi. Tổng cộng có 82 máy vòm, 1.100 cột và tháp cao 107 m ở bốn góc. Chính điện có thể chứa hơn 7.000 tín đồ với những bức thảm khổng lồ chế tạo tại Iran và những ngọn đèn to lớn được dát vàng. Cạnh đền thờ cũng có một trung tâm văn hóa với một thư viện quy tụ các sách cổ điển và văn hóa bằng nhiều thứ tiếng, phản ánh những khác biệt trong thế giới Hồi giáo và giữa các tiểu vương quốc Ả Rập. Nghi lễ tôn giáo đầu tiên được cử hành tại đền thờ này là lễ an táng vị lập quốc Sheikh Zayed và thi hài nhà vua được chôn trong một lăng gần đền thờ. Khi đến đại đền thờ, Đức Thánh Cha đã được Sheikh Ahmad Antayef, đại imam của đền thờ và cũng là Đại học al ở thủ đô Cairo, Ai Cập, là thẩm quyền cao nhất của Hồi giáo Sunnit tiếp đón đồng nhiệt cùng với các vị bộ trưởng ngoại giao, bộ bao dung và văn hóa. Ngài viếng mộ của sách quốc vương Zayed trước khi gặp gỡ các thành viên hội đồng kỳ lão Hồi giáo. Đây là một tổ chức quốc tế độc lập có trụ sở tại Abu Dhabi nhắm mục đích thăng tiến an bình trong các cộng đồng Hồi giáo hội đồng quy tụ các học giả, chuyên gia và chức sắc Hồi giáo nổi tiếng vì các nguyên tắc công lý, độc lập và ôn hòa. Cơ quan này đặc biệt quan tâm đến những xung đột nội bộ nhiều khi xảy ra trong các cộng đoàn Hồi giáo, đồng thời cũng quan tâm tới các nguyên nhân gây ra những xung đột ấy, với mục đích bảo vệ các giá trị nhân đạo và các nguyên tắc bao dung của Hồi giáo, chống lại xu hướng phe phái và bạo lực đứng đầu hội đồng kỳ lão Hồi giáo hiện nay là Sheikh Ahmad Antayef, từ 9 năm nay cũng là viện trưởng kiêm đại imam của đền thờ và đại học Hồi giáo al azhar ở Cairo, Ai Cập. Ông đã gặp Đức Thánh Cha Phanxicô lần đầu tiên hồi tháng 5 năm 2016 tại Vatican, rồi tại Cairo hồi tháng 4 năm 2017 trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại đây. Rồi tháng 10 năm ngoái, tại nhà trọ Thánh Mata ở Vatican. Hoạt động cuối và chính yếu của Đức Thánh Cha chiều thứ hai hôm qua là cuộc gặp gỡ liên tôn lúc 6 giờ ở khu vực đài tưởng niệm vị lập quốc Sejazet bin Sultan Alahian, cách đại đền thờ gần 20 cây số. Tại đây có gợi lại đời sống, di sản và các giá trị của cố quốc vương Zazet, người đã hoạt động không biết mệt mỏi từ sau khi Anh quốc rút khỏi vùng này để tiến tới việc thành lập liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập ngày 2 tháng 12 năm 1971. Khu vực đài tưởng niệm vị lập quốc Emirati trải dài trên 3 hecta với những công viên, nhiều cây và các loại hoa vùng sa mạc. Khi đến đây, Đức Thánh Tre đã được Thái tử Zazet và Đại Iman Ahmad Atazet tiếp đón và chào mừng. Trước sự hiện diện của 700 vị lãnh đạo các tôn giáo và các giới khác, từ 30 quốc gia đang tham dự hội nghị trong những ngày này về chủ đề là tình huynh đệ nhân loại. Lên tiếng trong dịp này, sau khi chào mừng và cảm ơn các vị lãnh đạo tôn giáo và chính quyền, cũng như mọi người hiện diện, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của các tôn giáo trong việc giúp nhân loại cứu vãn hòa bình qua con tàu huynh đệ như con tàu của ông Noe xưa kia. Tình huynh đệ này dựa trên sự kiện tất cả chúng ta đều do Thiên Chúa tạo dựng và là anh chị em với nhau. Từ đó mọi người đều có phẩm giá bình đẳng và bình quyền. Và con người không thể nhân danh Thiên Chúa để loại trừ nhau. Và để giữ tinh thần gia đình trong nhân loại, cần đối thoại và cầu nguyện, thực thi giáo dục và công lý, bài trừ mọi hình thức chiến tranh và võ trang. Đức Thánh Cha nói, Với tâm tình tạ ơn Chúa, trong dịp kỷ niệm 800 năm của gặp gỡ giữa Thánh Francisco Assisi và Quốc vương Hồi giáo Al-Malik Al-Kamil, tôi đón nhận cơ hội đến đây như một tín hữu khao khát hòa bình, như người anh em cùng với các anh em khác tìm kiếm hòa bình. Mong muốn hòa bình, thăng tiến hòa bình, trở thành dụng cụ hòa bình, tất cả chúng ta ở đây là vì mục đích ấy. Huy hiệu của viếng thăm này có vẽ hình một chim câu đang ngậm một ngành ô liu. Đó là hình ảnh gợi lại trình thuật đại hồng thủy ban đầu, được kể trong nhiều truyền thống tôn giáo. Theo trình thuật kinh thánh, để bảo tồn nhân loại khỏi cuộc tàn phá, Thiên Chúa đã yêu cầu ông Noe vào con tàu cùng với gia đình ông. Ngày nay cũng vậy, nhân danh Thiên Chúa để cứu vãn hòa bình, chúng ta cần cùng nhau như một gia đình duy nhất tiến vào một con tàu có thể vượt qua những đại dương đang bị bão tố của thế giới. Đó là con tàu huynh đệ. Điểm khởi hành là nhìn nhận rằng Thiên Chúa là nguồn gốc gia đình nhân loại duy nhất. Chúa là đấng sáng tạo mọi sự và mọi người. Chúa muốn chúng ta sống như anh chị em với nhau ở trong căn nhà chung của thiên nhiên mà Chúa ban cho chúng ta. Nơi căn cội nhân tính chung của chúng ta có tình huynh đệ như ơn gọi chứa đựng trong kế hoạch sáng tạo của Thiên Chúa. Tình huynh đệ ấy nói với chúng ta rằng tất cả chúng ta đều có phẩm giá bình đẳng và không ai có thể là chủ nhân hoặc là nô lệ của người khác chúng ta không thể tôn kính đấng tạo hóa mà lại không bảo tồn tính chất thánh thiêng của mỗi người và mỗi nhân mạng mỗi người đều quý giá trước mặt chúa vì chúa không nhìn gia đình nhân loại với một cái nhìn thiên vị loại trừ nhưng với cái nhìn từ nhân bao gồm mọi người vì thế nhìn nhận mỗi người đều bình quyền chính là tôn vinh danh thiên chúa trên mặt đất do đó nhân danh thiên chúa đấng tạo hóa cần lên án không chút do dự mọi hình thức bạo lực, vì thực là một sự xúc phạm trầm trọng chống lại danh Thiên Chúa khi dùng danh Ngài để biện minh cho oán thù và bạo lực chống lại người anh em. Không có bạo lực nào có thể được biện minh bằng tôn giáo. Vì thế, tôi muốn bày tỏ lòng quý chuộng đối với sự dấn thân của đất nước này trong sự bao dung và bảo đảm tự do phụng tự, đương đầu với thái độ cực đoan và oán ghét làm như thế trong khi chúng ta thăng tiến tự do cơ bản là được tuyên xưng tín ngưỡng của mình vốn là một đòi hỏi nội tại đối với việc thực hiện chính con người chúng ta cũng cảnh giác để tôn giáo không bị lạm dụng và có nguy cơ chối bỏ chính mình khi chấp nhận bạo lực và khủng bố chắc chắn tình huynh đệ được biểu lộ qua sự đa dạng và khác biệt giữa các anh em tuy liên kết với nhau bằng sự hy sinh và có cùng bản tính cùng phẩm giá sự đa nguyên tôn giáo nói lên điều đó trong bối cảnh ấy thái độ đúng không phải là ép buộc phải đồng nhất và cũng chẳng phải là tôn giáo pha trộn nhau điều mà chúng ta trong tư cách là tín hữu được kêu gọi thực hiện đó là dấn thân trong phẩm giá đồng đều của mọi người nhân danh đấng từ bi thương xót đã tạo dựng nên chúng ta và nhân danh chúa cần phải tìm kiếm sự dân hòa giữa những xung khắc và tình huynh đệ trong sự khác biệt ở đây tôi muốn tái khẳng định sắc tính của giáo hội Công giáo chúng ta không thể khẩn cầu Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người nếu chúng ta từ khước không cư xử như anh chị em với một số trong số những người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa nhưng có nhiều vấn nạn được đặt ra làm sao giữ gìn nhau trong gia đình nhân loại duy nhất làm sao nuôi dưỡng một tình huynh đệ không phải trên lý thuyết nhưng được diễn tả qua một tình huynh đệ đích thực làm thế nào để sự bao gồm người khác trỗi vượt trên sự loại trừ nhân danh nhóm của mình. Tóm lại là làm sao để các tôn giáo là những con đường của tình huynh đệ thay vì là những hàng đào chia cách. Trong chiều hướng này, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao tầm quan trọng của đối thoại và cầu nguyện. Ngài nói, can đảm chấp nhận người khác chính là linh hồn của việc đối thoại, vốn dựa trên những ý hướng chân thành thực vậy đối thoại bị thương tổn do sự giả bộ, làm gia tăng sự xa cách và ngờ vực. Ta không thể tuyên bố tình huynh đệ rồi hành động ngược lại. Theo một văn sĩ tân thời, ai nói dối chính mình và lắng nghe những lời gian dối của mình thì đây tới chỗ không còn có thể phân biệt sự thật nữa. Trong nội tâm, quanh bản thân mình, và thế là họ bắt đầu không còn tôn trọng bản thân và người khác. Trong tất cả những điều ấy, cầu nguyện là điều không thể thiếu được trong khi biểu lộ can đảm đón nhận người khác trước mặt Chúa, việc cầu nguyện thanh tẩy tâm hồn khỏi thái độ co cụm vào mình. Kinh nguyện thành tâm là một yếu tố tái tạo tình huynh đệ. Vì thế, về tương lai, cuộc đối thoại liên tôn, điều đầu tiên là chúng ta phải cầu nguyện. Và cầu nguyện cho nhau, chúng ta là anh em với nhau. Nếu không có Chúa thì chẳng có thể làm được gì. Với Ngài tất cả đều trở thành điều có thể ước gì kinh nguyện của chúng ta mỗi người theo truyền thống của mình hoàn toàn theo thánh ý Chúa là đấng mong muốn tất cả mọi người nhìn nhận nhau như anh chị em và sống như thế, hợp thành một đại gia đình nhân loại, hòa hợp trong sự khác biệt. Tục bài thăm luận tại cuộc gặp gỡ liên tôn, Đức Thánh Cha đề cập đến vai trò của giáo dục và công lý. Ngài nói, và thế là chúng ta trở lại hình ảnh chim bồ câu hòa bình đã nói ban đầu. Để có thể bay lên, hòa bình cũng cần có đôi cánh nâng đỡ. Đôi cánh ở đây là giáo dục và công lý. Educatio, giáo dục trong tiếng Latin có nghĩa là rút ra ngoài, đưa ra ánh sáng những tiềm năng quý giá của tâm hồn thật là điều an ủi khi nhận thấy rằng tại đất nước này không những có sự đầu tư để rút ra những tài nguyên từ lòng đất nhưng còn có sự đầu tư về những tài nguyên của con tim đầu tư vào giáo dục người trẻ đó là một sự dẫn thân mà tôi cầu mong sẽ được tiếp tục và được phổ biến khắp nơi cả việc giáo dục cũng diễn ra trong tương quan trong sự hỗ tương chúng ta phải gắn kèm châm ngôn thời danh xưa kia bạn hãy biết chính mình bằng câu bạn hãy biết người anh em của bạn, biết lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của họ, vì sẽ không có sự nhận biết đích thực về bản thân nếu không nhận biết về tha nhân. Trong tư cách là người và nhất là với tư cách là anh em, chúng ta nhắc nhở cho nhau rằng không thể xa lạ với những gì thuộc về con người. Điều quan trọng đối với tương lai là huấn luyện căn tính cởi mở, có khả năng chiến thắng cám dỗ, co cụm vào mình và cứng nhắc đầu tư vào văn hóa giúp giảm bớt oán ghét và làm gia tăng nền văn minh và sự thịnh vượng giáo dục và bạo lực tương phản với nhau theo tỷ lệ các học viện tôn giáo rất được quý chuộng kể cả tại đất nước này và trong vùng đang thăng tiến nền giáo dục như vậy về hòa bình và hiểu biết lẫn nhau để phòng ngừa bạo lực công lý là chiếc cánh thứ hai của hòa bình công lý này thường không bị tổn thương vì những vụ riêng rẽ nhưng dần dần bị thứ ung thư bất công tiêu diệt vì thế ta không thể tin nơi thiên chúa mà không tìm cách sống theo công lý với tất cả mọi người theo khuôn vàng thước ngọc này tất cả những gì các con muốn người khác làm cho các con thì các con hãy làm như vậy cho họ thực vậy đó là luật và các ngôn sứ Hòa bình và công lý không thể tách rời nhau, ngôn sứ Isaiah đã nói, thực hành công lý sẽ mang lại hòa bình, hòa bình chết khi nó tách rời khỏi công lý, nhưng công lý trở nên giả tạo nếu nó không có đặc tính đại đồng. Một nền công lý chỉ dành cho những người thân thuộc, những người đồng hương và đồng đạo thì đó là một nền công lý khập khiễng, là một thứ bất công mang mặt nạ các tôn giáo cũng có nghĩa vụ nhắc nhớ rằng sự ham hố lợi lộc làm cho con tim bất động và các luật lệ của thị trường hiện nay khi đòi hỏi tất cả và ngay lập tức thì sẽ không hỗ trợ sự gặp gỡ đối thoại nâng đỡ gia đình những chiều kích thiết yếu của cuộc sống đang đòi phải có thời gian và kiên nhẫn các tôn giáo cần trở thành tiếng nói của những người rốt cùng không phải là những thống kê nhưng là anh chị em và đứng về phía những người nghèo các tôn giáo cần canh chừng như những người lính canh của tình huynh đệ trong đêm đen của những cuộc xung đột, trở thành những lời kêu gọi cảnh giác để nhân loại không nhắm mắt trước những bất công và không bao giờ cam chịu trước quá nhiều thảm trạng của thế giới. Sa mạc nở hoa. Sau khi nói về tình huynh đệ như con tàu hòa bình, giờ đây tôi muốn lấy hứng từ một hình ảnh thứ hai, hình ảnh sa mạc đang bao quanh chúng ta. Tại đây trong vòng vài năm, nhờ sự nhìn xa trông rộng và khôn ngoan, sa mạc đã biến thành một nơi thịnh vượng và chào đón. Từ một chướng ngại cản trở sự lui tới, sa mạc trở thành nơi gặp gỡ giữa các nền văn hóa và tôn giáo. Tại đây sa mạc nở hoa, không phải chỉ vài ngày trong năm, nhưng cho nhiều năm tới đây. Đất nước này, trong đó các và những nhà trọc trời gặp nhau, tiếp tục là một ngã tư quan trọng giữa tây và đông phương, giữa bắc và nam bán cầu, một nơi phát triển, nơi mà trước đây những môi trường không thu hút dân chúng, nay đang dành những công ăn việc làm cho nhiều người từ các nước khác nhau. Nhưng cả sự phát triển cũng có những đối thủ. Nếu kẻ thù của tình huynh đệ là cá nhân chủ nghĩa, tôi muốn nêu rõ chướng ngại cản trở sự phát triển chính là sự dẫn dưng lãnh đạm. Xét cho cùng nó biến những thực tại tươi nở thành những miền đất hoang dã. Thực vậy, một sự phát triển chỉ hoàn toàn duy lợi ích thì sẽ không mang lại tiến bộ đích thực và lâu bền. Chỉ có một sự phát triển toàn diện và có phối hợp mới mang lại một tương lai xứng đáng với con người. Sự dưỡng dưng ngăn cản không cho ta nhìn thấy cộng đoàn nhân loại vượt lên trên những lợi lộc và nhìn người anh chị em vượt lên những công việc họ đang thi hành. Thực vậy, sự dẫn dưng không hướng nhìn về ngày mai. Nó không chú ý đến tương lai của công trình tạo dựng, không chăm sóc đến phẩm giá của người ngoại kiều và tương lai của các trẻ em. Chính với tinh thần ấy, không những tại đây nhưng còn ở nơi, toàn vùng Trung Đông quý mến và quan trọng mà tôi còn mong có những cơ hội gặp gỡ cụ thể. Những xã hội trong đó có người thuộc các tôn giáo khác nhau, được cùng một quyền công dân và nơi mà quyền ấy không phải chịu bất kỳ hình thức bạo lực nào một sự sống trung huynh đệ dựa trên giáo dục và công lý một sự phát triển nhân bản được xây dựng trên sự bao gồm niềm nở đón nhận và trên các quyền của mọi người đó là những hạt giống hòa bình mà các tôn giáo được kêu gọi làm nảy mầm các tôn giáo ngày nay hơn bao giờ hết có một nghĩa vụ không thể hoãn lại được trong giai đoạn lịch sử hiện nay đó là tích cực góp phần giải trừ võ trang cho tâm hồn con người. Sự chạy đua vũ trang, việc mở rộng các vùng ảnh hưởng của mình, những chính sách gây hấn, gây thiệt hại cho người khác, không bao giờ mang lại sự ổn định. Chiến tranh không biết tạo nên điều gì khác ngoài lầm than, võ khí không mang lại điều gì khác ngoài chết chóc. Sau bài tham luận dài trên đây, Đức Thánh Tre và mọi người đã cùng xem một video về các cuộc đối thoại liên tôn, rồi Ngài giả từ Thái tử và Đại Y cùng mọi người để trở về nhà quốc khách để dùng bữa tối và nghỉ đêm. Sáng thứ ba hôm nay mùng 5 tháng 2, Đức Thanh Tra sẽ đến nhà thờ chính tòa Thánh Du trước khi đến sân vận động Zaza Sport City để cử hành thánh lễ duy nhất lúc 10 giờ 30 cho các tín hữu công giáo thuộc giáo phận đại diện tông tòa Nam Arabia và một số đại diện của các vùng khác trước khi lên đường về Roma. Quý vị đã nghe chương trình tiếng Việt Đại Vatican. Tiếp theo đây trong mục lịch sử thần học, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài các triết gia Hy Lạp đối với Kitô tô giáo. Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu bối cảnh văn hóa và tôn giáo của các giáo phụ thuộc các thế kỷ đầu tiên của Kỳ Tô Giáo. Sau khi đã điểm qua các tôn giáo, chúng ta bước sang các triết thuyết. Trong bài hôm nay, trước tiên, chúng tôi xin trình bày thái độ của các triết gia đối với Kỳ Tô Giáo. Sau đó, thái độ của các giáo phụ đối với triết học Hy Lạp thái độ của các triết gia đối với Kitô giáo. Nhiều tác phẩm của các triết gia Hy Lạp đã kích Kitô giáo đã bị thiêu hủy sau khi tôn giáo này được Đế quốc Roma nhận làm quốc giáo. Vì thế, chúng chỉ còn được lưu lại một cách gián tiếp qua các tác phẩm của các nhà hậu giáo đã cầm bút để trả lời các cuộc tấn công đó. Trong số này, cần nhất tới hai triết gia, Sensus của thế kỷ thứ hai và Porphyrius của thế kỷ thứ ba. Ông Chrysus và những thập niên chót của thế kỷ thứ hai, Chức gia Genshius đã xuất bản một tác phẩm để bài kinh tô giáo dưới tựa đề Logos Alethes (đạo lý chân thật). Nguyên bản đã bị thất lạc và chỉ còn vài đoạn được lưu lại trong tác phẩm mà ông Origen viết để trả lời. Nên biết ông Chrysus sống vào cuối triều của hoàng đế Marcus Aurelius khoảng 177 đến 180, còn sách của ông Origen thì viết vào năm 248, tức là non 60 năm sau đó. Ông Sensus là một triết gia thuộc trưởng Plato. Ông quan niệm rằng vũ trụ là một khối bao la có thứ tự lớp la. Tạo hóa là một đấng siêu việt bất biến. Từ tiền đề đó, ông đã kích cả đạo Do Thái đến đạo Kitô bởi vì họ trình bày một thiên chúa để ý quan tâm đến thế sự các chuyện Thiên Chúa nhập thể của đạo Kitô lại càng buồn cười hơn nữa. Thiên Chúa giáng trần để làm gì? Có chuyện gì mà ngài không biết? Tại sao ngài phải xuống dưới trần thế này để quan sát cách ăn nếp ở của con người? Không, Thiên Chúa toàn thiện, bất biến hàng cứu. Vì thế, ngài không thể nào thay hình đổi dạng được. Ngoài chuyện phi bác đạo Kitô giáo, theo luận cứ xu hình Ông còn đã kết tôn giáo này dựa trên những chi tiết về cuộc đời của Đức Giêsu mà ông biết được khi đọc sách tin mừng của Matthew hoặc thu thập được từ dư luận. Ông Giêsu là con người quê mùa rốt nát. Ba mẹ của ông làm nghề dệt, bị chồng đuổi vì phạm tội ngoại tình. Những phép lạ của ông ta chẳng qua chỉ là trò yêu thuật mà ông đã học được bên Ai Cập. Cái chuyện ông chết đi sống lại là do một cô gái điếm đã dựng lên. Các môn đệ của ông được thu gom từ bọn thu thuế hay thuyền trài. Khi thế lính tới thì hoảng sợ chạy tán loạn. Các tín đồ kỳ tô háo của kỳ thế hệ kế tiếp cũng xuất thân lũ người vô học nghèo hẹn. Thưa hỏi, nếu đọc Kitô vừa phi lý, vừa gồm bởi các thành phần bất bất lương như vậy, thì hơi đớn mà bận tâm. Câu trả lời không phải tại chỗ Kitô giáo hợp lý hay phi lý, nhưng là những hậu quả mà nó sẽ gây ra cho xã hội kỳ tội giáo có nguy cơ sẽ làm đảo luận các giá trị cổ truyền. Tôn giáo này sẽ nhím mồi nhúng mồi cho hạng bẩn linh nổi dậy, khi thấy các người khai đã cũng thuộc thành phần bẩn linh như mình. Tôn giáo này sẽ làm lung lay các chế độ chính trị, bởi vì nó chủ trương Thiên Chúa có thể làm thay đổi trật tự vũ trụ. Tôn giáo này là một thách đố cho nhà cầm quyền, bởi vì nó khẳng định sự tự do lương tâm trước mặt quyền biến xã hội. Để phản biện lại, ông Origen cho thấy rằng, Đạo Kitô không làm rối loạn cho tự, ngược lại, nhờ đời sống đức hạnh của họ mà phong hóa xã hội được cải thiện. Đây là chứng cứ mạnh mẽ nhất để binh vực tôn giáo mới. Ông Porphyrius. Và khoảng năm 270, Porphyrius, môn đệ của Protino thuộc trường phái tên Platon, đã viết một tác phẩm tựa đề Chống lại người Kitô giáo gồm 15 quyển. Tiếc rằng tác phẩm này đã bị hoàng đế Constantino ra lệnh đốt vào năm 325, vì thế nó chỉ còn được lưu lại một vài mảnh qua các sách mà những văn hảo Kitô tô giáo viết để trả lời các luận cứ của ông. Những công kích của ông Porphyrius chống lại Kitô tô giáo vừa dựa trên lý luận triết học, vừa rút từ chính kinh thánh. Giữa khi cạnh triết học, ông đã kết chủ trương độc thần của Kitô tô giáo. Thế giới này phải có nhiều thần linh, chứ không thể nào chỉ có một thần và tuy dù kỳ giáo chủ trương độc thần trên lý thuyết, nhưng mà trên thực tế, họ chấp nhận trên thế giới có nhiều thiên thần. Đi sâu vào các tín điều của Kitô giáo, ông Porphyrius còn bật ra lắm điều phi lý hơn nữa. Kỳ tô giáo chỉ cho các tôn giáo khác là thờ ngẫu tượng, thần linh hiện diện trong các tượng đúc bằng gạch đá, nhưng lại tin rằng Thiên Chúa đáp xuống lòng dạng của mọi người trên nữ. Làm thế nào mà con Thiên Chúa đã có thể sinh ra chịu khổ hình và chịu chết được? bước sang đạo đức cánh chung. Ông Porfius không thể nào chấp nhận được cái chuyện thân xác con người sẽ có thể sống lại, hay là vũ trụ vật chất sẽ được biến đổi. Ông Porphyrius đã có cơ hội đọc sách thánh của đạo ký giáo. Ông đã vật ra rất nhiều được nghịch lý và vô luân trong đó. Không những Phaero, và các môn đồ là những con người tội lỗi đầy mình, mà chính ông giê cũng chẳng phải là một nhà quân tử. Tại sao khi bị ra trước tòa án, ông giê -xu cứ giữ thái độ thinh lặng thay vì lợi dụng cơ hội để giảng dạy chân lý cho tổng thống Pilato và thượng hội đồng do thái để cải thiện họ. Tại sao sau khi sống lại, ông Giêsu không hiện ra cho nhà cầm quyền Roma và do thái mà lại hiện ra trong mấy bà nhà quê? Ông Porphyrius không quên vạch ra những điểm mâu thuẫn trong các sách cựu ước và tân ước, chẳng hạn như giữa hai bản gia phả của Đức Giêsu theo Matthew và Luca, hay là giữa bốn truyền thuật về cuộc tử nạn của Đức Giêsu. xu các vấn nạn của ông Porphyrius đã gợi lên việc xuất bản nhiều tác phẩm từ phía các giáo phụ để trả lời. Của Methodius Olympus, Eusebius Caesarea, Apodinas Laudesia và Thánh Geronimo. Kỳ tôi giáo với triết học cổ điển Tuy rằng thế giới Hy Lạp và Roma đã nơi phát sinh của nhiều trường phái triết học cổ điển của Tây Phương, nhưng vào đầu công nguyên, trường phái mạnh thế hơn cả là thuyết Platon. Thực ra vào thời này, giới trí thức không còn cảm thấy bị thu hút bởi các lý luận cao siêu. Nhiều người chỉ muốn tìm triết lý thực dụng và không ngại pha trộn nhiều học thuyết khác nhau. Vì thế, hai học thuyết của Plato cũng được dung hợp với học thuyết của Aristotle và Phái Stoa, như ta thấy ông Putaco và hoàng đế Marco Aurelio. Nhiều nhà tư tưởng của Kitô giáo cũng hấp thụ bầu khí văn hóa đó và họ cũng muốn đối thoại với các đồng nghiệp của mình có lẽ giáo phụ đầu tiên đương đầu với triết học khi Lạp là ông Justino, tác giả hai cuốn sách Hội giáo và Đối thoại với ông Trifo. Trong tác phẩm thứ hai này, ông đã thuật lại hành trình của bản thân đi tìm chân lý. Sinh trường Palestina tại Flavia Neapolis, một thành phố đã hấp thụ văn hóa Hy Lạp. Ông Justino đi tìm tòi chân lý ở các trường phái Stoa, Aristotle, Pythagoras, Plato và sau cùng đã gặp được đất, đất kỳ tinh kỳ giáo khi chứng kiến của tự đạo của các tín hữu. Theo ông, gặp bởi Kitô giáo là đích điểm của cuộc hành trình tìm kiếm chân lý. Đức tin Kitô giáo không cắt đứt khỏi những gì mà ông đã học hỏi trước đây nơi các nền triết học. Đây là một tư tưởng của Phái Stoa, Logos Permaticus, mỏng móng của chân lý. Ông xin nói cho rằng, Đức Kitô là Logos trở thành nhục thể. Logos đã hiện hữu từ muôn thuở và đã tỏ hiện không những là cho ông Moses và các ngôn sứ của dân do thái mà còn gieo rắc những mầm chân lý cho các triết gia và các pháp gia của dân ngoại vì thế đạo kitô là đích điểm của dòng trường gian của lịch sử nhân loại khởi đầu từ triết học hy lạp và trải qua các ngôn sứ do thái các triết gia hy lạp được thống dự vào logos đạo kitô đức kitô đánh dấu mức độ sung mãn của logos vì thế các triết gia hay quay về đạo kitô nơi mà triết học sẽ được kiện toàn. Tuy nhiên, bên cạnh thái độ cởi mở của ông Justino, cũng cần phải nhắc tới thái độ khép kín, điển hình như một, một đồ đệ của Justino là Tassiano. Trong tập sách Đối thoại với người Hy Lạp, ông ta không cảm thấy hổ thẹn vì nhãn hiệu Manji mà người Hy Lạp gán cho dân tộc Syria của mình. Trái lại, ông coi cái nền văn minh Hy Lạp chẳng có giá trị gì hết, bởi vì toàn là góp nhặt từ các dân tộc bị coi là Manji, triết học khi lập không bắt nguồn từ logos mà là từ ma quỷ bằng cớ sự xuất hiện của biết bao trường phái triết học bài kết chống đối lẫn nhau cái gọi là văn minh hy lạp thực ra chỉ là văn hóa đồi trụy vô luân mà thôi ông justino và tassiano là điển hình của hai thái độ trái ngược nhau trong hàng ngũ các giáo phụ khi đánh giá triết học hy lạp một bên nhận thấy những vết tích của chân lý bên kia nhận thấy mầm mống gieo rắc sai lạc Dĩ nhiên, đó là nói một cách tổng quát. Khi vào từng tác giả, thì ta sẽ thấy vấn đề phức tạp hơn nhiều. Tuy nhiên, cho dù có đả kết văn hóa Hy Lạp đi nữa, các giáo phụ cũng đã chịu ảnh hưởng của cách nào đó do nền giáo dục đương thời mà họ đã hấp thụ. Trong số các giáo phụ tỏ ra thái độ cởi mở với văn hóa Hy Lạp, ngoài ông Justino vừa kể, cần phải nói tới ông Clemente, ông Origen, đầu thế kỷ thứ ba. Cả hai đều ở trường học tại Alexandria, thủ đô văn hóa của Ai Cập. Nơi đã diễn ra cuộc đối thoại giữa văn hóa Hy Lạp và tư tưởng Do Thái ngay từ trước công nguyên, đặc biệt ông Philo. Ông Clemente tiếp tục hướng đi của ông Justino khi chứng tỏ rằng Thiên Chúa đã ban cho dân Hy Lạp những mỏng mống chân lý, dĩ nhiên chuẩn bị cho sự mặc khải chân lý toàn vẹn nơi Đức Kitô. Ông Origen đi xa hơn nữa khi khẳng định rằng các tín hữu cần phải học hỏi triết học Hy Lạp để vừa đào sâu thêm sự hiểu biết về kinh thánh, và binh lực đức tin chống lại các cuộc tấn công của người ngoại giáo. Đối lại, thi biểu cho lập trường gạt bỏ chế học ngoại giáo là ông Tertulliano với câu tuyên bố bất hủ. Jerusalem và Athens không đội trừ chung, cũng tự như bọn lạc giáo với các tiên đồ vậy. Lập luận chứng tự gặp thấy nơi các ông Hippolytus Epiphanius. Họ cho rằng các lạc thuyết đều bắt nguồn từ các nền triết học, mà ông Origen là một tấm gương điển hình. Phải chờ đến các thế kỷ sau, chúng ta mới thấy các giáo phụ dứt khoát nghiêng về thái độ đối thoại với văn hóa, tự nhiên là Eusebio, Basilio Augustino. Dù sao khi nói tới việc đối thoại với văn hóa Hy Lạp, chúng ta nên chỉ giới hạn vào việc thâu thái các luận triết học, nhưng cần phải thêm cả nền giáo dục nhân bản nữa, chẳng hạn như khoa biện luận, tu từ, cần thiết cho lớp viết văn, nghị luận hay diễn thuyết, và kể cả tuần kịch. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca xuân yêu thương do thanh sử trình bày niềm vui về khắp thôn làng từng đàn chim em tung cánh bay ríu rít trời mới xuân xuân nay đến rồi bao trẻ nhỏ tung tăng khoe áo mới xuân tươi vui cuộc đời xuân ra ngời lên bao ước mơ nào cùng chào đón chúa xuân chúa xuân yêu thương một năm qua đi dấu cho biết bao tháng trời

Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lao Đét Tua Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.